Xin chào các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Xe bán tải sẽ bị tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đến 33%, người mua đùng đỉnh chờ năm 2018. Nhiều doanh nghiệp ô tô bỏ nghề vì quy định khắc nghiệt của Bộ Công Thương. Điều này chưa từng có trên thị trường ô tô Việt Nam, ngưng trệ chờ những biến đổi mới. Không chỉ xe bình dân mà ngay cả xe sang nhập khẩu từ châu Âu, Nhật Bản cũng vào cuộc hạ giá. Toàn thị trường gần như ngưng trệ chờ biến động mới. Điều này càng củng cố thêm cho nhận định giá xe từ nay tới cuối năm 2017 sẽ còn tiếp tục giảm mạnh. Giá xe giảm liên tiếp, ngoài tâm lý chờ giá giảm thêm, người tiêu dùng còn cảm thấy hoang mang. Giảm giá ồ ạt nhưng vẫn bán chậm. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng tháng 9 năm 2017 của toàn thị trường đạt 21.216 xe, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 7%, xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kỳ. Nếu so với tháng 8 năm 2017, doanh số bán ra toàn thị trường giảm 4%, trong đó doanh số bán xe du lịch giảm 7%, xe thương mại không đổi và xe chuyên dụng tăng 4% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh số bán ra của toàn thị trường chỉ đạt 198.253 xe, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016. Suy giảm mạnh nhất trong tháng 9 lại là hai doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam. Doanh số bán hàng của Toyota Việt Nam đạt 4.109 xe, giảm mạnh so với 5.794 xe bán ra trong tháng 8 và giảm so với 5.110 xe của tháng 9 năm 2016. Trương Hải có doanh số bán ra 5.640 xe, giảm so với 6.228 xe của tháng trước và giảm mạnh so với 10.104 cùng kỳ năm 2016. Ford Việt Nam có lượng tiêu thụ giảm nhẹ với 2.271 xe so với 2.292 xe của tháng trước và giảm gần 400 xe so với tháng 9 năm 2016. Mitsubishi, Suzuki cũng đều có doanh số bán ra giảm so với cả các tháng trước và cùng kỳ năm 2016. Thị trường đều có doanh số bán ra giảm cả. Thị trường ghi nhận riêng Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh cùng với 2.073 xe bán ra, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016 và tăng hơn 1.000 xe so với tháng 8 năm 2017 nhờ doanh số của mẫu CR-V tăng mạnh hơn 1.300 xe. Xét cả 9 tháng đầu năm 2017, công ty Trường Hải có mức sụt mạnh nhất với doanh số bán ra đạt 66.596 xe các loại, giảm tới 16.023 xe, trừ đi 19%. So với 9 tháng đầu năm của năm 2016. Trong khi đó, Toyota, Honda, Ford, GM Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng. Toyota tăng 12%, Honda tăng 28%, GM tăng 19% và Ford tăng 1% so với tháng 9 năm 2016. Các doanh nghiệp cho biết do tháng 9 năm 2017 có 20 ngày trùng với tháng cô hồn nên thị trường ô tô suy giảm khá mạnh. Tuy nhiên, với phân khúc xe du lịch, dù doanh nghiệp liên tục đại hạ giá, tung ra các chương trình khuyến mãi khủng, giá nhiều mẫu xe đã giảm cả 100 triệu đồng trong liên tiếp nhiều tháng, nhưng doanh số bán ra không đạt như kỳ vọng. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng từ nay đến hết năm 2017, thị trường ô tô vẫn tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn. Tâm lý hoang mang của khách hàng. Một doanh nghiệp ô tô cho hay họ lo ngại thị trường còn tiếp tục sụt giảm hơn nữa. Ngoài tâm lý chờ đợi của khách hàng, yếu tố quan trọng dẫn đến thị trường suy giảm là người tiêu dùng cảm thấy hoang mang trước các đợt giảm giá liên tiếp vừa qua. Điều này đã tạo nên một bức tranh u ám bao phủ thị trường ô tô trước thời điểm năm 2018. Bước sang tháng 10, để thu hút người mua, nhiều doanh nghiệp ô tô lại mạnh tay đại hạ giá từ hàng chục cho tới cả 100 triệu đồng với một số mẫu xe. Không chỉ xe bình dân mà ngay cả xe sang nhập khẩu từ châu Âu, Nhật Bản cũng vào cuộc đại hạ giá. Đây là hiện tượng chưa từng có trong tiền lệ của lĩnh vực kinh doanh ô tô vào thời điểm cuối năm ở Việt Nam. Điều này càng củng cố thêm cho nhận định giá xe từ nay đến cuối năm 2017 sẽ còn tiếp tục giảm mạnh. Năm 2018, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giảm 35% với xe có dung tích xi lanh từ 1,5 lít trở xuống, còn giảm 40% với xe 1,5 đến 2 lít. Trong khi đó, thuế xuất thuế nhập ô tô nguyên chiếc từ ASEAN sẽ giảm về còn 0%. Với xe sản xuất lắp ráp trong nước, các cơ quan quản lý chức năng đang xem xét phương án giảm thuế nhập khẩu bộ linh kiện từ mức 15% hiện nay xuống còn 7%, thậm chí có thể về 0%. Với những thay đổi này, người tiêu dùng cũng đang có tâm lý chờ đợi một cơn lốc giảm giá vào thời điểm năm 2018. Trong khi đó, giá xe hiện tại được tính dựa trên thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt chưa giảm. Vì vậy, để đón năm 2018,
các doanh nghiệp sẽ phải xử lý nhanh những xe đã nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước còn lại. Do đó, giá xe ô tô còn giảm, đó là nhận định của nhiều người tiêu dùng hiện nay. Không những thế, mọi kỳ vọng đang đổ vào những sản phẩm mới sẽ xuất hiện đầu năm tới. Hàng chục mẫu xe mới, nhất là xe nhỏ, giá rẻ nhập khẩu từ khu vực ASEAN sắp về nước khiến khách hàng càng quyết tâm chờ đợi. Điều này sẽ đặt các hãng ô tô vào tình thế bắt buộc phải giảm giá nữa để đẩy hàng, bởi không còn cách nào khác khi xe cũ vẫn còn và xe mới sắp về với mặt bằng giá mới. Ô tô nhập khẩu bất ngờ giảm 4 lần, điều gì đang diễn ra ở Việt Nam? Thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN sắp giảm về không, số lượng ô tô nhập khẩu càng về cuối năm càng giảm mạnh. Số liệu của Tổng cục Hải quan về lượng ô tô nhập khẩu cho thấy trong 9 tháng năm 2017 đã có hơn 33.500 ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam. Cùng kỳ năm 2016, lượng ô tô dưới 9 chỗ nhập về là 32.300 chiếc. Như vậy, lượng xe nhập trong 9 tháng của năm 2017 tăng hơn 1.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng ô tô nhập càng về cuối năm 2017 càng giảm mạnh. Tháng 9 chỉ có 918 chiếc ô tô dưới 9 chỗ nhập về Việt Nam, trong khi đó tháng 8 vẫn còn tới gần 3.700 chiếc được nhập về Việt Nam. Như vậy, lượng xe nhập trong tháng 9 giảm hơn gấp 300% so với tháng 8. Tính chung, các loại ô tô nhập về Việt Nam trong tháng 9 năm 2017 bao gồm ô tô dưới 9 chỗ, ô tô tải, ô tô trên 9 chỗ là 71.559 chiếc, giảm 7,7% về lượng và 13,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Lượng ô tô nhập về cuối năm giảm mạnh, một phần do tâm lý chờ đợi việc giảm thuế nhập khẩu ô tô vào đầu năm 2018. Theo đó, từ năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong ASEAN sẽ giảm từ 30% về 0%. Như vậy, giá xe ô tô nhập được hy vọng có thể là sẽ giảm. Thời gian gần đây, những chính sách để hạn chế ô tô nhập khẩu liên tiếp được các bộ ngành đưa ra. Trước hết, phải kể đến Bộ Công Thương đang hoàn thiện nghị định về sản xuất lắp ráp nhập khẩu ô tô. Nghị định này được xây dựng để thay thế cho thông tư 20/2011/TB-BCT, vốn bị đánh giá là hạn chế quyền nhập khẩu ô tô đối với nhiều thương nhân trong nhiều năm qua. Từng được hy vọng sẽ cởi trói cho hoạt động nhập khẩu ô tô, nhưng khi dự thảo này từng bước xây dựng và hoàn thiện, giới kinh doanh ô tô đã phải thốt lên rằng những điều kiện nhập khẩu đưa ra tại dự thảo nghị định này không nhiều doanh nghiệp đáp ứng được. Đơn cử dự thảo nghị định quy định doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải có giấy xác nhận của nhà máy sản xuất ô tô nước ngoài về việc chỉ định doanh nghiệp nhập khẩu ô tô và chứng nhận ô tô nhập khẩu sẽ được bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi theo đúng quy định của nhà sản xuất. Giấy chứng nhận này xét cho cùng không khác gì quy định của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải có giấy ủy quyền chính hãng như tại thông tư 20 của Bộ Công Thương trước đây. Trong khi đó, Bộ Tài chính đang tìm cách tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe bán tải pick-up từ mức thấp nhất là 15%, cao nhất là 25%, lên mức trung bình là 33%. Lý do là trong những năm qua, số lượng xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng nhập khẩu và tiêu dùng tăng nhanh. Cụ thể, năm 2012, lượng xe tiêu thụ mới chỉ là gần 3.300 chiếc, thì đến năm 2016, lượng xe tiêu thụ đã lên đến 28.200 chiếc, tăng hơn gấp 8,5 lần. Dòng xe bán tải này chủ yếu được nhập khẩu từ Thái Lan, do loại xe này có thuế suất tiêu thụ đặc biệt thấp hơn so với xe ô tô chở người có cùng số chỗ ngồi. Xe SUV thuế tiêu thụ đặc biệt là 55%, nên một số người tiêu dùng đã chuyển sang mua xe bán tải thay vì phải mua SUV. Vì thế, việc tăng mạnh thuế với xe bán tải sẽ khiến giá xe bán tải về Việt Nam đội thêm hàng trăm triệu đồng. Người dùng sẽ phải đắn đo khi xuống tiền sở hữu một chiếc xe loại này. Chưa hết, để tạo thêm thị trường cho xe sản xuất trong nước, Bộ Tài chính còn đề xuất tăng mạnh thuế nhập khẩu ô tô cũ lên gấp 2 lần. Điều này có thể sẽ dẫn đến nghịch lý là ô tô cũ nhập khẩu về sẽ có giá cao hơn giá bán xe mới nhập khẩu cùng loại. Vì vậy, chính sách này ra đời, ô tô cũ sẽ hết đường về Việt Nam. Trong khi đó thì dân buôn ô tô tính đường bỏ nghề cả loạt. Tuy đã bỏ quy định về giấy ủy quyền chính hãng, nhưng dự thảo điều kiện kinh doanh mới lại bổ sung một số quy định chặt chẽ hơn, khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh ô tô có nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi. Dự thảo nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất lắp ráp nhập khẩu và dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến rộng rãi từ tháng 5 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ thông qua. Thiệt đủ đường cho xe không chính hãng. Đây là dự thảo lần 2 đã được chỉnh sửa và bổ sung thêm một số quy định, trong đó có điều chỉnh quan trọng về dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô.
Các quy định này khiến nhiều doanh nghiệp khó tham gia thị trường ô tô, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa hay kinh doanh xe nhập khẩu không chính hãng. Chẳng hạn, quy định tất cả các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô kinh doanh ô tô nhập khẩu phải sở hữu ít nhất một cơ sở bảo hành bảo dưỡng sau 3 năm nữa. Doanh nghiệp có thể sở hữu hoặc thuê cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô đáp ứng đủ các điều kiện quy định chậm nhất sau ngày 1 tháng 7 năm 2020, doanh nghiệp phải sở hữu ít nhất một cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô phù hợp với loại, chủng loại ô tô sản xuất, lắp ráp và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, dự thảo viết. Các doanh nghiệp ô tô có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cho biết, từ trước tới nay, họ vừa lắp ráp sản xuất, vừa nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về phân phối, nhưng không sở hữu một cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô nào. Các đại lý bán xe của doanh nghiệp FDI được ủy quyền làm dịch vụ bảo hành bảo dưỡng và quyền lợi của người tiêu dùng được bảo đảm kể cả triệu hồi xe bị lỗi. Nay yêu cầu họ phải sở hữu ít nhất một cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô là không cần thiết. Đề nghị loại bỏ điều kiện này, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho biết, với các doanh nghiệp nhỏ xuất khẩu xe không chính hãng, để đầu tư một cửa hàng trưng bày xe cộng với sở hữu một cơ sở bảo hành bảo dưỡng thì chi phí bỏ ra từ 20 đến 50 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp mỗi năm chỉ bán được vài trăm xe, chắc chắn khó kham nổi, cho dù có đầu tư thì rủi ro cũng rất cao. Không chỉ vậy, ngay cả doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng, hết thời hạn bảo hành, đi được 100.000 km hoặc sau 24 tháng sử dụng cũng phải tuân thủ quy định trên, tức là phải sở hữu một cơ sở bảo hành bảo dưỡng xe. Không chỉ với xe dưới 10 chỗ, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp kinh doanh nhập khẩu xe tải, xe khách các loại cũng phải thực hiện theo quy định mới. Trong khi sản xuất lắp ráp kinh doanh loại xe này hiện hành yêu cầu có cơ sở bảo hành bảo dưỡng, nhưng cho phép các doanh nghiệp này liên kết với để đầu tư hoặc là thuê. Nay doanh nghiệp lo lắng phải chi cả hàng chục tỷ đồng đầu tư vào một cơ sở bảo hành hay bảo dưỡng riêng. Việc đầu tư một cơ sở bảo hành bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn được Bộ Giao thông Vận tải cấp phép lại không hề đơn giản. Phải có đầy đủ các phương tiện trang bị, bảo đảm diện tích mặt bằng đủ rộng, được quyền sử dụng tối thiểu 5 năm, đòi hỏi chi phí lớn, chắc nhiều doanh nghiệp khó thực hiện được. Ông Đỗ Minh Thế, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Hoàng Gia Hà Nội nhận định. Lợi cho xe chính hãng. Tuy nhiên, điều mà các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không chính hãng quan ngại là trong quy định về điều kiện kinh doanh cơ sở bảo hành bảo dưỡng có yêu cầu phải có thiết bị chẩn đoán động cơ và tình trạng kỹ thuật của xe. Đối với ô tô có trang bị ECU điều khiển, tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ cung cấp bởi nhà sản xuất xe ô tô. Theo các doanh nghiệp, đến nay hầu hết các ô tô động cơ tiêu chuẩn Euro 4 đều sử dụng công nghệ phun xăng điện tử và tất nhiên là được trang bị ECU. Nếu quy định phần mềm chẩn đoán phải được nhà sản xuất ô tô cung cấp sẽ gây khó cho họ, bởi các nhà sản xuất đã có hệ thống phân phối chính thức tại Việt Nam thì chắc chắn sẽ không cung cấp phần mềm này cho các doanh nghiệp khác. Mà không có phần mềm này sẽ không được cấp phép cơ sở bảo hành bảo dưỡng xe. Nếu không có cơ sở bảo hành bảo dưỡng xe, tức là không đủ điều kiện để Bộ Công Thương cấp phép kinh doanh ô tô nhập khẩu. Cùng với đó, quy định về triệu hồi sản phẩm. Theo dự thảo lần 2, các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu ô tô phải có cam kết bằng văn bản với Bộ Công Thương về việc thực hiện trách nhiệm triệu hồi ô tô nhập khẩu bị lỗi khi có thông báo từ nhà sản xuất. Việc khắc phục lỗi kỹ thuật phải theo đúng hướng dẫn và quy định của nhà sản xuất. Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không chính hãng thường không có mối liên hệ với chính hãng, nhập khẩu qua trung gian thì việc triệu hồi và khắc phục lỗi theo hướng dẫn của nhà sản xuất có thực hiện được. Nếu vậy, doanh nghiệp có nguy cơ bị thu hồi giấy phép kinh doanh rất cao. Nói chung, dự thảo lần 2 đã bổ sung thêm những quy định chặt chẽ hơn. Tuy đã bỏ quy định về giấy ủy quyền chính hãng, nhưng với điều kiện kinh doanh nêu trên, chắc chắn chỉ có doanh nghiệp nhập khẩu chính hãng mới đáp ứng được. Các doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu không chính hãng, quy mô nhỏ, có nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi là điều chắc chắn. Cuộc chơi. Xin cảm ơn các bạn đã xem chuyên mục tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video Studio thực hiện. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video mới thường xuyên và comment góp ý ủng hộ kênh của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới tốt lành.